Hai bạn nhỏ biết trái này là trái gì không? Trái đậu. Chính xác luôn. Rồi hai đậu, trái đậu. Rồi hai con muốn ăn không? Dạ. Ăn rồi để mẹ bóc ra cho hai đứa ăn nha. Mẹ lấy hột ra chén. Rồi hai đứa bóc ăn hay là để nguyên trái này cắt làm hai ăn nè. Cắt ra ăn. Cắt ra ăn thử. Rồi lấy hột lụ ra rồi để vô chén cho hai đứa ăn ha. Rồi để chén nhỏ mỗi đứa một chén nha. Chịu không? Phải không? Rồi đưa vào ổng chờ đi. Gắn lại cái tay búp bê đi Tiến. Được không? Gắn được không? Con gắn búp bê lại được không? Chào hoài. Bạn đang nằm võng ngồi chờ lũ không? Dạ, đúng rồi. Tên mỗi bạn một chén. Bạn xíu một chén, mỗi một chén. Lũ rất là đỏ nha. Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Ôi nước hồng ăn lũ xong một khúc. Bạn muốn ngồi vậy không? Ngồi vậy thì đỏ. Ăn rượu xong rửa hộp vô nuôi nha các bạn. Tại vì cái hộp rượu nó bé xíu xíu mà cho nên con nuốt được. Tại vì cái hộp nó bé xíu xíu. Nên mình nên nuốt được các bạn. Ăn cái vỏ xong rửa ra. Rửa ra rồi mình nuốt được các bạn. Ngon không? Có ngọt không? Lụ có màu đỏ rất là đẹp và rất là ngọt nha các bạn. Ngọt cực luôn á. Lụ ngon, lụ ngon, lụ ngon. Quá. Bà muội nói kỳ vậy. Lụ quá ngọt luôn mà nhắm nó chua. Ngọt ha xíu. Ngọt. Ngọt không ngon. Bà muội ơi có chừng đổ thì con. Muội sàn quá à. Ngọt ngay rồi bà muội dám. Bạn ăn thử. Đâu đâu. Ngọt quá trời ngọt rồi, mùi nhất nó chua. Mùi nhăn mặt. Chua sao bằng kẹo chua được con. Quá ngọt luôn. Mẹ nha. Mẹ còn nguyên miếng nè. Sao đỡ bỏ hay không? Đỡ bỏ. Đỏ rồi, mùi làm đỏ mình đâm rồi. Trời ơi, mùi làm đỏ rồi các bạn. Lên đi để đổ nữa.